Các người anh em nào đã có nhu cầu mua ạc Liên Quân giá rẻ, liên hệ ngay Facebook A Công Junsi 1511. Anh em nhớ bấm theo dõi để có thể nhận được những cái thông báo mới nhất khi mà shop mình đang ạc nha anh em. Mình có hướng dẫn chi tiết ở trong cái phần game, đó chính là cách chọn ạc, cách thức giao dịch và cách thức trả góp. Và ở dưới cùng á là mình có đăng những cái con ạc ngon giá rẻ, anh em tha hồ mà lựa nhá. Anh em cho mình xin vài giây đi quảng cáo cũng như là cảnh báo tới những anh em nào sắp sửa mua ạc của Junsi nha. Thì anh em muốn mua ạc bên mình á, anh em hãy vào Facebook và tìm từ khóa đó chính là Junsi 1511. Đó, anh em tìm và anh em nhấn tìm đó, thì đây chính là Facebook mà mình bán ạc nha anh em. Thì anh em nhấn vào Facebook của mình và anh em hãy gọi là cho mình một cái theo dõi để có thể nhận được những cái thông báo mới nhất khi mà shop mình đang ạc nha. Đó, anh em nhấn vào và anh em lướt xuống đây, anh em muốn á tìm được cái con ạc để anh em có thể mua á, thì anh em hãy gọi là vào cái bài viết của mình và anh em tìm đấy. Thí dụ như là cái con này nè, đó thì là có giá trị là 450k đấy. Thí dụ mà anh em không có ưng con này, anh em lướt sang con khác đấy, thì sẽ có cái con ngộ không bậc 5 nè, và cái giá trị của nó ở đây nè, đó chính là 1.2 triệu nha anh em. Đấy, 1.2 là 1.2 triệu nha. Thì đó là cách chọn ạc thứ nhất nha. Còn đây là cách chọn ạc thứ hai, thì anh em hãy lướt đây và anh em xem tin của mình nè. Đó, anh em nhấn vào đây và anh em xem tin thì anh em sẽ có được cái những mức giá đây. Thí dụ như là đây cái con na bệ thần nè, là 5m nè, đây full na bệ thần 5m. Còn ví dụ mà không ưng con đó thì qua đây có con Hayate đấy, nói chung là nhiều skin Hayate 1.2 triệu, như là con lao bệ thần là 1.5 đấy, kiểu vậy. Thì nói chung là anh em lựa ạc xong thì anh em sẽ nhắn tin cho mình đấy, anh Junsi ơi, anh Junsi ơi, em muốn mua ạc ạc đấy. Thì đó là cái cách để cho anh em có thể mua ạc của bên mình nha. Lưu ý cho anh em nè, có nhiều anh em á là không có tìm theo cái link như mà mình chỉ, không có tìm như là Junsi 1511, mà anh em tìm đó chính là đang thoại đấy. Anh em tìm như vậy là rất là sai luôn nha anh em. Thì khi mà anh em tìm như vậy á là anh em sẽ ra rất là nhiều link đó. Thì nói chung là anh em tìm như vậy rất là nguy hiểm. Thí dụ mà nhấn vào trang mình, nhấn đúng link của mình thì không sao đấy. Còn thí dụ như là nhấn link cái thằng này là coi như là bị lừa đảo luôn là Hey yo, xin chào anh em và chào mừng anh em đã trở lại với channel của mình. Mình là Junsi đây. Rất vui khi được gặp anh em trong clip ngày hôm nay nha. Thì hôm nay cũng khá là lâu rồi chưa ra clip cho anh em xem á. Thì cái lý do tại sao á mà mình không ra clip anh em, trời ơi, nhắc tới là tức anh em mà. Nhắc tới là máu mỏ tràn lên máu mũi anh em ơi. Quá là nóng anh em mà. Còn giờ nóng nó sao đây cái chuyện nóng nó sao đi, giờ mình đi làm việc thiện anh em ơi. Ở cho em xin, trời ơi, đi thử đọc giùm bạn nữa mà. Úi trời ơi, Ni ơi, đừng rồi, cụ đi chân lạnh toát rồi anh em mà. Quậy cả đạn được chứ, trời ơi, tôi định đi thử đọc giùm thôi mà. Gì lão, trời ơi nè, nóng không anh em, là ta đi thử đọc giùm không, cảm ơn, giết ta xong giờ còn chửi ta láo này. Quá nóng anh em ơi, chốt nó 10 mạng anh em. Ôi, chết bà rồi, vừa chốt xong rồi, trời ơi, tim bạn nó quá, nó cướp luôn anh em ơi. Vui hết mà tôi thấy đầu game là cái cuộc đời tôi nó tàn theo mây khói rồi anh em ơi đó. Ôi, nhưng mà không sao, nói chung là cố gắng vượt qua số phận đó anh em mà. Không có chuyện gì căng cả đấy. Gì, mày chốt bố chốt mày. Nó nói vậy tôi rén anh em ấy. Nhưng mà thôi, lỡ rồi anh em mà. Lỡ phóng lao phải theo lao tôi chứ sao giờ anh em. Ok, tao đâu ngán mày đâu. Nói không ngán cái thôi chứ cũng chết bà, thấy không, thấy không, thấy rung không anh em, rung tới cái mức độ mà lướt cái là tao nói lướt ta bậy ta bạ luôn em mà. Nhưng mà làm sao nha anh em ạ, nói chung là chuyện đâu còn có đó, bún đậu là phải có món thơm chứ anh em, nó từ từ khoai nó mới nhừ anh em ạ. Giờ mình sẽ kêu cái thằng Aya leo lên đầu mình đó, leo lên đầu mình hoài luôn. Tại vì á cái con Aya mà một khi mà kết hợp với con này đốc ấy là chỉ có nước là bá chủ thiên hạ anh em mà đó. Mà hạ gì không biết nha đó, chắc hạ này chắc là hạ đẳng quá anh em ơi. Ôi trời ơi, em xin đi ơi gì. Thôi em về thôi, ơi chết ba rồi, cậu ơi tai hình quá. Ao trình anh em mà, đi ghê luôn em mà. Một pha gọi là lướt ngược lại khiến cho thành gấu bị hớ anh em mà. Nói chung là anh em phải có kỹ năng xử lý được pha đó nha anh em ơi. Nó giỡn vậy thôi, kỹ năng đâu ra anh em mà. Pha đó gọi là rung tay quá, lướt ngược anh em ơi đó. Hên sao gấu bị hố à. Chứ kỹ năng kỹ nếu gì tầm này anh em ơi. Thôi giờ mình phải đi farm lại anh em ơi. Đó, trời ghê nhà. Qua cướp nè. Mày bớ đây mày cướp. Đi cướp được kìa anh em. Chùi mày chết ba. Trời ơi, quái cả hàng rồi anh em mà. Tới cu kiệu rồi. Trời ơi, gây kìa anh em. Nóng không anh em? Quá nóng chứ, cầu gì nữa anh em ơi.
hồi đó giờ gọi là tôi đi thử đọc dùm tin bạn á, thấy không, là tôi chưa bao giờ gặp cái tình trạng nào mà như thế này nè mà. Đã gọi là người ta đi thử đọc dùm không cảm ơn, giết người ta xong lại còn chửi người ta nữa nè mà. Hả, gọi là nó đụng tới lòng tự trọng và tự ai của tôi là nó chích cụ rồi nè mày. Đúng không, rồi trời ơi ai da, bà ăn bùa tôi làm gì ai da ơi, rồi em dẫn đi em về đi ơi. Hồ hình quá mấy mắt ma này, gọi là nó manh động quá nè mày. Ủa, từ từ chứ anh em, từ từ khoai nói nhờ ai ơi, về sẽ được mà về anh em, ở đây bu líp trời ơi, không bu líp xương xương nữa em ơi. Thôi về hồi máu cái rồi tính gì tính đi em ơi. Đó, nói chung là tầm này mình phải chơi theo cái kiểu là ăn chắc mặt bền lên em mà. Đó, không thể nào mà ảo ảo như nãy giờ được em mà. Đó, nãy giờ là thấy là anh ba báo anh nhập dữ lắm mình em ơi. Đó, gọi là từ từ chứ anh em, từ từ khoai nó mới nhờ nha. Bây giờ mình phải kiếm cái đường nào đó mà đi farm, chứ để mà giết nó thêm một mạng nữa chắc thôi chắc AFK cho rồi anh em mà. Đó, quánh đấm gì nữa anh em ơi. Lỡ chốt nó 10 mạng mà nó giết hết 3 mạng thì coi như là bố có nhục rồi anh em mà. Ừ, đội 10 cái quần chưa hết nhục nữa nè mà. Ôi, farm lẹ lên trển kiếm hỏi thăm sức khỏe anh giúp cư Bến Tre ngay nãy giờ gọi là bỏ ảnh bư vơ lạc lõng dưới chợ đời lắm rồi đó. À, rồi hello anh giúp cư Bến Tre, anh chạy đi đâu nè nè anh chuối anh ơi, có 10 con cho cháu cũng không cứu được anh đâu anh ạ. Nói chung là anh giúp cơ Bến Tre này anh cũng tội nghiệp lắm anh em ơi. Đó, gọi là ảnh chu cấp cho Alice tháng 5 xèo để Alice đi theo bảo kê ảnh gì có gì đâu anh em à. Tôi không khịa hết nha. Tôi là tôi nói đời tư của anh giúp cơ Bến Tre thôi nha. Quá. Gọi là chắc sau clip này chắc có nhiều cho cháu vô kiếm tụi chửi lắm anh em ạ. Nhưng mà làm sao? Nói chung là lâu khịa tí cho đời thêm vui đấy. Quá. Nói chung là khịa ít thôi, khịa nhiều là coi như là quánh trào đờm là hỏi sao xui này mà. Ôi, không có sầm nắc nữa anh em ơi. Bây giờ tập trung vào cái vấn đề tiếp theo đó chính là đi farm anh em ạ. À ơi, đi farm sao được mà đi farm ở đây có bé Elite rồi. Em chạy đi đâu nè, ăn chuối đi mày ơi. Tiếp theo đó là chú cơ Bến Tre. Cháu đâu, hay cứu anh chú cơ Bến Tre đi nào. Ăn chuối anh ơi, thơm anh, trời ơi, giờ yêu cái anh nè. Tới ăn chuối vợ ơi. Đây rồi, sao mà trào cũng mỏ rồi. Cha mẹ anh đâu, anh Batman của em. Rồi chạy đi đâu. Nói chung là thơm anh em ơi. Hồi nãy mà mình gọi là bú liếm được hai mạng đó nữa là coi như là đời tôi lên hương luôn em mà. Nhưng mà làm sao bây giờ là tôi đang dần lấy lại được cái thế trận rồi em mà. Hồi nãy là ta nói là dạng sự khởi đầu nan mà tôi gặp gian nan là tôi bắt đầu nản rồi đó. Nhưng mà giờ sau vài lần combat anh em thì tôi cũng lấy lại được cái lợi thế như thế này, thì tôi có cơ hội rồi đó, tôi chốt nó là 10 mạng anh em mà. Em xin đấy ơi, em chỉ xin con bùa thôi chứ không có dám mà đường mà đâu chạy đâu rồi khỏi mà xương mà ăn chuối đi con. Thơm đó, vừa lấy được cái trụ và kèm theo đó là cái mạng free của cái thằng gấu anh em ơi. Đó, nói chung là tôi không có gì ra ngoài việc ăn ké là nhanh anh em mà. Ừ, nhanh lắm rồi thôi, thấy cái con mắt của Batman rồi anh em ơi. Tầm này là không để cho nó giết cái này mà đó, để cho nó giết không khác gì coi như là giao trứng cho ác rồi anh em. Nó đang xanh lắm anh em mà. Rồi tới cứu kiệu em rồi nè, em chạy đi đâu nè, ăn chuối đi em ơi. Ui ôi băng xương mẹ ghê thế nhờ, sao cái lượng đam nó cao thế anh em, hay quá. Nói chung là giết được nó cũng vui rồi em mà sao mà cái lượng đam nó cao dữ vậy anh em. Tôi nhớ là cái lượng vàng tôi ao hơn nó rồi em mà. Hồi nãy giờ tôi đang gọi là tích cực quay tay anh em. Ừ, tích cực quay tay, cầu mong vận may sẽ tới, không cần cầu mong luôn anh em mà. Bây giờ là nó tới rồi anh em ơi. Ủa, miễn sao là cái lượng vàng của tôi anh em cao hơn nó là tôi đơm nó thoải mái anh em mà. Trời ơi, gấu chó gấu mèo chạy đi đâu nè, ăn chuối đi mày ơi. Trời ơi, ghê nhỉ. Ghê nhờ, quê xệ bắt nghệ cho xong. Ủa đâu, thôi vợ yêu của anh này. Mẹ mình chưa hỏi mày cái lý do tại sao mà gọi là tao cái hình dạng con người, mày hình dạng con bướm mà mày đẻ ra con bọ là tao chưa có hỏi mày đó. Tao tao nghe tới đây tao thấy cấn cấn vậy đó. Thấy cấn cấn chỗ nào liền đúng không anh em? Mà tôi cũng buồn anh em nữa. Trời ơi, anh em nghĩ sao mà cái con tướng tủ của tôi nè mà anh em đi ghép với cái con KDC, rồi anh em nói là con của tướng tủ của tôi là cái con bọ này. Nghe tới đây là thấy buồn tình anh em liền em ơi. Đó, gọi là đau lòng chiến sĩ cho anh Nakadok liền em ơi. Anh em nói vậy chẳng khác nào là cái con tướng tủ tôi lại đi đổ vỏ cho một cái con bọ nào đó hả? Đâu có được. Đấy, nói vậy là tôi buồn nghe anh em. Nói chung là cũng phải chấp nhận sự thật thôi Nakadok ạ. À, là ăn chuối đi mày, chạy đi đâu nè. Lui nhẹ nhẹp anh em ơi. Ai trời ơi, đây gấu chó gấu mèo né nhẹ cái quê.
quê một cục mà nhường một đống anh em ơi. Rồi vậy là chắc là nó về rồi em mà, đó lấy cái trụ rất là dễ dàng luôn em ơi. Hỏi hỏi cái gì mà hỏi mày, gọi là rõ ràng mày cắm sừng tao như thế, tao giết mày có một mạng mày hỏi hỏi là hỏi như thế nào đây. Ừ mà sao nãy giờ tôi gọi là thắc mắc một điều là sao không thấy cái thằng Batman nó lên tiếng ta. Tôi nhớ hồi nãy đầu game nó gáy ghê lắm mà ta, à, gọi là cho nó một bài học liền em. Này thì gáy với lại Junsi hả mày ơi. Đó, nói chung là nó gáy sớm rồi nó ăn gì anh em mà. Ừ gọi là anh em có một câu rất là hay đó, chính là gáy sớm ăn gì là vậy anh em ơi. Đó gọi là anh em đừng có gáy nha, cho dù gọi là anh em có đầu game có xanh cỡ nào nữa thôi tập trung đánh đi chứ đừng có gáy. Gáy là coi như là dễ thua lắm anh em mà. Đó ví dụ mà kỹ năng mấy ông cao đi không nói, ừ kỹ năng ông nào thấp thấp ăn được vài mạng đầu game chảnh chảnh lên cái gáy lại tới lúc đó người ta lật kèo lại lúc đó bố cứ nhục với ông ạ. À, đừng như gì như ai chứ đừng như Batman nghe anh em. Ừ bỏ nha, bỏ làm người nghe anh em. Nói chung là bây giờ nè, né cái nhà nè rồi ăn chui đi mẹ chạy đâu em ơi. Chết mẹ, nó vừa gáy với Batman luôn em à, vừa gáy với nó giết lại một mạng luôn em ơi. Ghê đấy, em sai của anh à, nhưng mà em vẫn thua thôi. Nói chung là cũng tội nghiệp, hồi nãy giờ nó cũng gọi là tích cực đi farm á anh em. Ừ nó thấy nó cũng cách team đó anh em mà, đánh cũng ghê đó, hèn chi gáy cũng ghê đó anh em ơi. Đó thì đánh hay rồi gáy rồi cái đó là chuyện bình thường anh em mà, đúng không? À, người ta đánh hay người ta được quyền gáy nhưng mà vẫn thua tên anh em ơi. Đó thua là cái điều chắc chắn của Batman rồi anh em mà. À thì nãy giờ sầm nắp với anh em mà quên đó anh em mà. Ừ quên là nãy mình đang nói gian dở anh em cái vấn đề này nè, là lý do tại sao á mà mình không ra clip anh em. Trời ơi mình nói thiệt anh em luôn là rất là buồn anh em mà. Ừ nghĩ tới là bực tức trong người anh em ơi, là tức á là mình gọi là leo ranh đầu mùa anh em. Nhưng mà trời ơi ranh đầu mùa gì mà tôi còn gặp trái trâu của anh em mà, nói sao đi nè. Trâu bỏ ăn chuối đi con này, thơm này chạy đi đâu chứ khỏi bà cứ trâu em ơi. Nói chung là mày đụng nhầm ổ rồi con, mày gọi là mày thách nhầm người đó. Hồi nãy nó còn gáy anh em, nó còn nói tôi rồi gì mày chúc tao hay tao chúc mày. Trời đi ơi về đi ơi mẹ quá, vô trúng cái động dâm luôn em bà. Ừ xếp tới nữa là bị hấp diêm tập thể rồi em ơi. Đó nhưng mà nhờ cái sự lương lẹo của mình là mình đã gọi là thoát chết trong gang tấc à. Ừ mà giờ nói cái vấn đề nãy nè để quên đi em ơi, thì á đầu mùa tôi có leo ranh anh em mà. Đó nhưng mà trời ơi gà na gà ráng anh em, xếp tôi vô cái team đúng ngu luôn em mà. Ừ nó ngu quải chạy đậu luôn, chịu không có nổi nè em ơi. Đó à trời ơi Batman, cha mẹ đâu để bơ vơ lạc lõng như thế thơm lại. Nói chung là bây giờ một combo là cái thằng Batman nó chỉ có nước là quỳ lại mình tên em mà. Ừ giờ tao khuyên thật lòng mày á là mày nên ui ghê nhờ mẹ hình quá em ơi. Xếp tin nó là trào mỏ ra thôi, hình quá mẹ. Sao mà bắt cái thằng Joker nó khó thế đi em. Ủa, thì nói chung á là bây giờ tôi khuyên thật lòng bạn nha, bạn Batman, bạn giờ chỉ có nước là bạn trốn ở trong tế đàn là bạn mới thoát khỏi mình đâu bạn ơi. Ủa, chứ tầm này mà bạn ló cái đầu ra là mình đơm, ló cái đầu ra là mình xúc bạn thôi hả. Một khi mà mình đã cây cứu ai rồi là bạn hiểu rồi ha. Nói chung là bỏ cái Batman, mốt đừng có cái sớm nha. Ừ hãy nghe lời anh em, cái sớm ăn gì đó mà ăn chui đi con, khỏi nấp em ơi. À, tiếp theo đó là các bạn của thôi lùi nhẹ nhẹ bên em ơi. Mẹ mấy cái này nó cho hơi động rồi em à. Đó gọi là hên sao á là mình có cái thằng Aya leo đầu mình em ơi, hỗ trợ mình nãy giờ là hơi bị nhiều nghe anh em. Thì tại vì á cái con này cái đống này nói sao để chạy đi. Ô, trời ơi ăn chui đi con, mẹ quê quá em ơi. Định hách não của thằng Yuka mà ai ngờ nó không có não em mà. Đó cho nên gọi là bị hố vào đó em ơi. Rồi thì bây giờ mình sẽ tiếp tục với cái công chuyện của mình, đó chính là gọi là đi để lẻ em mà. Nó nói chung là mình sẽ đẩy ba đặc lính cao lên, và cũng như là thí dụ mà có rồng thì ăn rồng, có xe xa thì xa đấy, để cho team mình được cường quá, cũng như là đợt lớn mình được cường quá, đánh một cái game nó mới dễ hơn em ơi. Đó gọi là win lẹ đây mà, để chút xíu team bạn lật kèo á bị cái thằng Batman nó hấp diêm mình lúc đó thì bố cứ nhục mấy ông mà không có được nha. Tầm này phải win lẹ nghe nè này, bé Alice bé chạy đi đâu nè, giật về đúng không, rồi ăn chuối đi con. Tiếp theo đó là các bạn chích ba rồi lượng đạp cao thế nè em, rồi ăn chuối đi mày, và triple kill mày gây nữa đi.
mày vậy mày gây nó đi. Trời ơi, gây sao nổi anh em đấy. Tầm này nó gây làm sao mà nổi. Mình tức quá mình mới chửi anh em mà. Trời ơi, đầu hàng luôn. Ok, thì nói chung là trận đấu mình ở đây thì đã kết thúc rồi. Nếu anh em thấy video này hay á, cho mình xin một like, kèm theo đó là một lượt đăng ký kênh để ủng hộ tinh thần của mình nha. Còn bây giờ bye bye, và anh em ở clip lần sau nha. Tầm này ông nào mà có gọi là có lì xì á, ghé shop ạc Junsi, uy tín giá rẻ liền, mua con ạc múc chơi Tết nào. Bye bye anh em nha. Nói chung là anh em đừng có như Batman nha, gây sớm ăn gì anh em à.